Bà ngoại nó con nghe bà ngoại tu mà bà ngoại thấy thằng Nguyễn nó với cậu tụi con nó nặng, bà ngoại buồn quá trời, tôi không biết nó Nguyễn về chưa con. Con Nguyễn giờ được đi về rồi ngoại ơi. Trời ơi, kể nghe, bà ngoại không phải là thứ dữ nha, bà ngoại tu, bà ngoại ở Vũng Tàu. Dạ. Nhưng mà con biết tính dĩ không, tính dĩ nó bà ngoại đâu có xin lỗi gì đâu, bà ngoại thấy thương quá, bà ngoại dòm nha, bà ngoại nó tính dĩ với chị là xui, nó xui mà con coi con tin không kêu con Nguyễn coi nó cái số điện thoại của bà ngoại 1733 với số điện này nữa nè, 133, bà ngoại điện nó quá trời, bà ngoại ngồi thiền, bà thấy nó bị nạn tiểu nhân mà bà ngoại kêu nhúc quân đừng có đi lên trên nhà bà tám nữa phải không. Dạ. Mà bà ngoại điện hoài không thấy nó, bà nó con nghe bà ngoại bảy quậy 68 tuổi rồi. Dạ. Quậy già quậy không có liên hệ, quậy không có xin thoại gì đâu, nhưng mà quậy tu quậy vẫn còn nghèo, nhưng mà cái tình cảm của tụi con á quậy thương quá, rồi quậy nghe nói dính rồi quậy buồn quá, quậy khóc, quậy tụng kinh mà quậy khóc đó con. Dạ. Đó. Bà quậy thương mấy anh em con, bà quậy thương con. Dạ. Với tụi nó. Dạ. Nó về rồi quậy mừng, rồi quậy nghe cái ông nào đó ổng nói chuyện mà với con đó, ổng mới chuyện với con đó con Quân. Dạ. Ở con Quân không? Dạ đúng rồi con Quân. Bà ngoại kể nghe ổng nói chuyện với con, ổng nói đụ má đụ mẹ luôn, như ổng tức cái trời tung công an quá trời, nó ổng nói gì nó ngoại cái thương tụi con quá trời, mà con xin bà tám vô mà là ngoại nói trong lòng, nó nói không được nghe thằng Trung này nó là đi, ông Quân này nó vô nó là chết nữa. Bà ngoại nói con nghe này, cái con này nó còn bà màu ác lắm, mình đi vô là bác gài đó thì mà ngoại nó ngay không phải ngoại không có phải là cái gì, ngoại có bên lai giật ai, nhưng mà ngoại chỉ xem phim thôi. Yeah. Ngoại biết thằng Mông Nguyễn lâu đến giờ nó dễ thương lắm, rồi nó với tụi con đồ vừa chơi với thằng gì ở thương vợ chồng khờ đó, thằng gì thằng đó tên gì quên nè, cái đó cũng là Quân vậy nó Phương luôn. Dạ. Ý mà ngoại nói với con là thằng Khanh thằng gì đó tên gì đó. Dạ dạ. Đó, bà ngoại thương mấy đứa tụi con, còn thấy người ta khờ khạo, còn thấy thương bà ngoại. Bà ngoại coi, bà ngoại thấy tụi con, bà ngoại thương, bà chảy nước mắt rồi đó, thiệt á. Bà ngoại tốt. Đứa nào mà con không tin con di chéo, con chụp mình cái hình, bà ngoại chọc lóc, bà ngoại tính điện nó mà bà ngoại gọi điện quá chừng tao bắt máy con. Dạ. Thằng Nguyễn này nè, bà ngoại nói cho nghe. Nó thờ ơ lắm. Dạ. Nó thờ ơ lắm. Dạ. Nó cũng như là, giống như là ta đi. Nói chung là nó làm đúng không con, nó làm phải thì mình gặp phải không có gì hết, nhưng mà đều cái sơ hở, Quân hiểu vậy nói không? Dạ. Đó, con mà nói con có chừng nào trước nay mai thì nó bớt nó vui rồi. Quân nói cái bà ngoại là bà ngoại tu tội nghiệp bả lắm, bả muốn kêu anh bả gọi anh quá trời mà anh không trả lời, có gì cũng gọi nhưng có gì véo thấy cái đầu chọc của ngoại rồi nghe con. Dạ. Bà ngoại thôi khỏe vô hả? Dạ. Con tụi con mới dám giữ gìn sức khỏe, bà ngoại thương tụi con lắm, trời ơi tụi con đi làm này bà ngoại thương lắm. Có thiệt mình thấy cái nào mà coi cái nào nó đúng nó sai mình thấy tội nghiệp đó con. Dạ. Thì có gì bà chúc cho con nhé, với nhỏ con gái đi chung nó không biết em hay là vợ hay gì, dám giữ gìn sức khỏe nha Quân. Dạ. Nha. Dạ. Bình tĩnh với từng nào con ấy, giờ con nói như thằng Phong Nguyễn có điện nói hoài chứ đừng phụ lòng hoài, hoài già giờ hoài điện nó hoài bài hoài hay lắm mà hoài nói cái nào được cái nào không rồi nha. Vậy đi hoài nó được không gì sao nữa, hoài cũng tu 22 năm mà con. Lúc trước tu mình dài rồi. Ngoài điện ngoài nói Phong Nguyễn không đừng có xuống đó nữa hả ngoài. Tôi nói nè, để tôi nói thiệt á, hoài nói thiệt chứ hoài là ở chùa nè. Hoài nói thiệt luôn, học sinh viên luôn biết hội bài nữa, mà rẻ nó ba hội bài mà. Dạ. Ừ, ngoại tu chung đó, nó vừa có ngoại còn cái chùa em của ngoại tu Quỳnh Núi Thà Cú nữa, Thuận Nam tỉnh Bình Thuận Minh Thuận đó. Dạ. Ngoại là người tu mà. Dạ. Đâu có bị bả đâu sợ. Dạ. Thằng Chứng Dĩ sợ ngoại lắm mà. Nói ngoại bữa nay con đi tao nói không nha. Mày đừng có làm cái nghề này, cái mày giúp đỡ cho tao, mày làm cái nghề chiêu duyên mệt. Mai mốt của thằng nào nó có vợ, nó làm bộ, nó không vợ, có chồng, không chồng. Tao quýnh ông Mai chút quần à. Dạ. Quậy nói vậy đó. Dạ. Quậy muốn nói à. Dạ. Đó.
Vậy chúc lành cho con nha con, lần nào Nguyễn về nó vui rồi con nói điện số này gọi hoài nha con. Dạ. Hoài định điện nó gọi nói con Nguyễn ơi giúp con nha, đừng bao giờ chung vô cái chợ nữa, chung vô chợ là sẽ chết rồi chứ. Tại vì đó, con biết không, nó nhìn nó thấy nó mơ rằng ở trong chợ, nhưng mà nó hai ba chục thằng nó núp, nó ngồi nó bận bộ đồ thôi. Hoài tu mà biết nha, hoài ngồi thiền mà biết lần nào giả nào thiệt nha. Dạ. Ngồi thiền mà biết đó, còn quân cũng phải cẩn thận. Dạ. Vậy là cũng như là bà công an mặc thường phục hả ngoại? Có bận đồ xe viên. Ờ, công an mặc thường phục. Bán công an đồ xe viên. Dạ. Nó là tội đó, lúc mà bưng bánh chi chi nó bận đồ xe viên, nó là ngồi chung với mấy mẹ ăn sạch đó. Trời. Mấy mẹ nội nấu nhánh nhúc nhích nó, bà dám nhúc nhích không? Ba người ta vậy vậy vậy, mấy ông ông bộ ngồi đó mà dám nét không? Dạ. Bà tôi mạng mà chứ, không con? Dạ. Bà nhìn thấy, bà biết. Chuyện giờ hoài cũng tặng con quân mấy câu nè. Dạ. Tụi con đâu có chơi quả ăn gì đâu. Dạ. Mà tặng thương mến đường mà đã cũng giúp chuyện đây. Ở đây. Dạ. Cẩn thận. Con làm bất cứ những chuyện gì cũng cẩn thận. Dạ. Đến giờ thân mùa dịch chân cũng bận với anh em của tụi con đó. Là tiểu nhân nó hại mình, nó tiểu nhân nó hại mình vì cái đường đi nhất bước đó biết không? Dạ. Đó. Cẩn thận nha con. Dạ. Ở ngoài tặng cái gì? Thì gọi tặng con mấy câu đó, gọi nói là dạ. Con phải cẩn thận, hiểu không? Dạ, dạ. Cẩn thận, còn cái thằng kia, cái thằng chân mày đậm, thằng cháu ngoại tao, cháu thằng Vân Nguyễn á, mẹ nó bướng lắm. Nó bướng lắm. Dạ. Nó bướng cái gì cũng anh đại cho đi đâu á, bà nội cha mày, tao gọi quá trời gọi luôn, ngủ lấy một lúc nào trả lời á. Tao nói giờ chắc tao gọi rằng Quân tôi dính không? Nói nãy gọi nó muốn chủ mai thầy nếu dính thằng Quân thì ta nói chuyện thằng Quân nghe không dính thôi. Dạ. Trời có sức khỏe chơi mà làm chơi rồi thiền rồi ngồi vậy rồi cầm cái dây déo được coi vậy đó con. Dạ. Thương tụi con mà chứ làm giàu làm có gì hoài đâu có xinh xỏ gì đâu. Dạ. Con à. Vậy để con gửi lời ngoại đến Phong Nguyễn là nói bà ngoại điện không có bắt máy, bà ngoại la quá trời. Nghe nói ý phải khóc cho con, mà nói biết nặng mà nó không gọi tôi lại khóc luôn đó. Dạ. Thì bây giờ phải nói con gì thì con nói vậy để như vậy nó ổn định mà mình sang nói nó sự nghiệp đó. Dạ. Nó nói này nghe về hồn chưa nhập xác nữa. Dạ. Để nó đi. Dạ. Giờ mình thấy để về đi, ngoại nói con nghe là thua cây này mình bày câu khác. Dạ. Thiếu gì đường nó thiệt chứ con á, ngoại nói con nghe là người ta nói á, người hại không có chết đâu Quân, trời hại mình mới chết, đúng không? Dạ. Nhưng mà tụi con làm cái gì tụi con cũng nghĩ là coi như là cái đạo đức mình đứng đầu. Con thấy không, vậy coi đó, ông Nguyễn không thấy cặp chân mày nó ghê chưa? Dạ. Thấy chưa Quân? Dạ. Cặp chân mày ngay như cái mặt nó đó, đẹp. Ok chưa? Dạ. Nhưng mà hôm nay là lần đầu cũng được lần cuối cho bị cảnh cáo cơn cả. Mai mốt mình đừng có dấn thân vào quá quậy nói con nghe. Mình làm vô cái đống cỏ mình làm từ từ. Mình đâu có biết cái hố sâu. Dạ. Làm từ từ mình đi. Quậy kể con nghe nè Quân. Đi kìa thôi. Mình đâu có biết cái hố đó là mới có anh dài không? Dạ. Không có. Dạ. Quậy nói vậy con hiểu rồi đó. Dạ. Bây giờ á, bà quậy tặng con một câu. Gương mặt con thì quậy cũng không thấy rõ đâu. Dạ. Dài rồi. Nhưng mà ngoại nói với con một câu, ngoại nói với con á là trên cương vị, ví dụ như chơi thằng thờ, chơi thằng dở, chơi thằng không có ngon, đứng giờ thằng ba, thằng bảy, nhưng mà sao cũng bị lấy máy. Dạ. Bị đứng thằng mất bị lấy máy. Hiểu không con? Dạ, dạ. Ý ngoại nói vậy đó thôi, rồi chúc mừng cho con vài câu để hết chuyện rồi, bứt 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 trời. Dạ, dạ ngoại, ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Phải giữ gìn sức khỏe. Nó nghe mẹ mốt hết mất ra chùa ta chơi thì tao tới con trai nha. Dạ dạ dạ. Cảm ơn ngoại. Tao phải thằng thì tao nấu ăn hết. Dạ. Con. Dạ dạ rồi. Dạ chào ngoại. Thằng con nghe chúc mẹ mắng nhắn giữ gìn sức khỏe nha. Mày nhờ đức mẹ cho lắm á. Dạ. Chứ biết sao con đang đi chứ ngoại thấy con đi gì chứ con có dông đi nhỏ sau lưng nó phụ hộ độ con lắm. Dạ dạ con cảm ơn ngoại. Phụ hộ độ nhưng mà Phong Nguyễn không biết hôm nay dòng khá nó. Dạ. Ừ, vậy nha con. Dạ dạ con ngoại. Chỗ này của ngoại có gì con muốn nhớ con gọi ngoại nha. Rồi rồi để con lưu số. Dạ. Dạ. Thấy mặt ngoại luôn nha. Dạ 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 ngoại. Rồi, dạ. Chào con. Dạ thấy chào ngoại. Dạ. Quân ơi Quân. Chúc con may mắn đi nha Quân. Dạ dạ ngoại. Dạ. Chúc may mắn là chúc người thiên đó.
có cơ hội nào nó có tài lộc gì cho mình. Dạ. Đâu mình ta hại mình mấy anh em trong một tròn anh em nó có một cái tài lộc đắt. Dạ. Như vậy mình đâu biết. Để con gửi lời của ngoại đến Phong Nguyễn nha. Mô dạ. Chào con nha. Rồi con chào ngoại, chào bà ngoại.